Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Hôm nay ngày thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020. Việc làm lại cái clip này thì thấy cái clip ngày hôm qua ngoài trời nghe không có tiếng nhỏ quá. Chắc để ngược, để lộn vậy đó. Thì quý vị chịu khó bỏ về cái lo đó. Nó có cái điện thoại truyền vô cái lo được. Với sẵn ngày hôm qua nói vấn đề Phật Di Lặc bụng bự đồ này nọ thì anh này nói cho nó có cái ý chung luôn á. Có nhiều người hiểu, có nhiều người không hiểu. Thì chủ đề hôm nay là lập lại cái đời mới, thượng quân là như sao, Phật Di Lặc sao, thì nó cái chủ đề như vậy. Thì ngày cái hình dáng cuối cùng của Phật Di Lặc á là Bố Đại Hòa Thượng á, ở bên Tàu thời nhà nào ha, nhà Tùy hay nhà gì á, thì mình có hình dung đó, chứ không phải là khi mà sau này mọi thứ chiến tranh rồi thế giới này nọ hết, cái ngày xuất hiện với cái hình dáng đó không phải như vậy. Phật Di Lặc là một người trong tương lai á, là có thể nói ngài không có nằm trong ngũ giáo, nghĩa là không có lãnh đạo giáo phái nào, cũng không phải bên Công giáo, Phật giáo hay là Hồi giáo gì giáo giáo là Khổng giáo, Tử giáo. Ngài mà ngài có thể nói tất cả các tôn giáo hòa đồng lại, bên Công giáo cũng sau này cũng sẽ nghe lại là nghe hòa đồng lại, bên Phật giáo cũng hòa đồng, Hồi giáo cũng hòa đồng lại, thì thế giới mới nhập về một mối đạo. Cái này nói xin lỗi các vị có siêu trí thức ở ngoài đó nha, cái này nói với cái kinh nghiệm, tại vì bao nhiêu lần Đức Thầy nói chuyện giảng với trên cha mẹ giảng rồi đó, nhưng mà các vị chỉ nói thôi, Kiệt hiếu kỳ, Kiệt hỏi nhiều cái thì ở trên không có lộ hết, thì chỉ nói tới đâu, Kiệt này chỉ nói phần kinh nghiệm thôi nha. Sau này nó có xê lịch hay là gì á thì cũng đừng có bắt lỗi mình nha, mình chỉ nói để chia sẻ cái các vị giảng cho mình nghe, mà giảng như giống như 70-80% thôi, chứ không có nói rõ hết ngày là sao hay là diễn biến sao, ở trên không có nói hết đó. Thì chỉ nói theo cái sự hiểu và của Kiệt thôi, Kiệt nói vậy đó để làm cái clip này. Thì sau cái thời mà Thái Bình á, nghĩa là thế giới á, chiến tranh qua rồi, nạn dịch này qua rồi, mọi thứ ổn định lại đó, thì ngài sẽ xuất hiện và ngài có thể nối kết lại tất cả các quốc gia, tất cả các tôn giáo thành một. Làm sao làm được như vậy? Đâu phải ai cũng là dễ làm được như vậy. Thì bây giờ là nó vậy, bởi vì ngài mới không có nằm trong Công giáo. Bên như bên Công giáo bây giờ nó ồ tận thế, hiện giờ đang tận thế, Chúa đang phán xét, đúng thời này là judgment, đang phán xét, nhưng đâu phải là Chúa xuất hiện đâu. Có đâu phải là người ta nói là Phật Di Lặc bụng bự xuất hiện, nó không phải, bây giờ ai cũng dành một người đúng không? Thì về phần đó theo Kiệt nghĩ là một người xuất hiện và nối kết lại bằng cách là có thể tiền thân của một cái gì đó đã là Chúa, tiền thân của gì đó đã là Phật Di Lặc, tiền thân của gì đó là ông Mohammed đạo Hồi, đại khái, thì khi đó thì một người mang cái thân người nó đâu có lại gì đâu, nó cũng giống như mình đóng một cái vở kịch thôi, thì đó lúc đó đó sẽ hòa đồng lại, đó là theo việc hiểu như vậy. Chứ bây giờ ngài Đạt La Đạt Ma đó, ổng là đại diện cho Phật giáo đi khắp thế giới, và ngài tái thế 14 lần đó. Nhưng mà ngài chỉ nói được cái một số người bên
bên Phật giáo nghe hai ngày hiểu ngài thôi, chứ ngài cũng đâu có nói cho toàn thế giới nghe được đó. Thì còn về cái duyên nhân mạo mà Phật Di Lặc á, việc nói là không phải là một cái hình dáng mà mình thờ, thờ là cái tâm mình mà tượng trưng như vậy thôi, chứ ngài sẽ là một người sẽ là coi như là làm ngạc nhiên á, nhưng mà ngài sẽ là người Việt thì biết là vậy. Cách đây khoảng năm, Đức Thầy ổng giảng cho Kiệt nghe, nói sau này tất cả có một mối đạo một. Cái thấy cái cũng hơi khó thì ông mới giải thích như vậy, hay làm sao mà có thể thành một mối được bây giờ trong cái đạo Phật thôi, cùng một nhánh thôi mà còn tùm lum, chứ đừng nói chi Nam tông, Bắc tông hay là Mật tông gì đó, mà làm sao thành một mối. Rất là khó. Nhưng mà ngài nói sau này nó là một mối, thì ngài giải thích như vậy. Ngài nói á, người Mỹ, người Mễ, người Phi, người Pháp, người Anh, người gì trên thế giới, hễ mà có chuyện vui cũng kêu trời ơi, còn buồn họ cũng kêu trời ơi. Tất cả mọi người trên thế giới ai mà buồn giận cái gì cũng đều là vậy. Oh my God, oh my God, buồn cũng God, cái gì cũng God hết. Thì sau này chỉ có mình nói cái này thì nên sợ mấy thầy không có chấp nhận. Sau này chỉ có một đạo gọi là đạo God, thờ Chúa, thờ Phật, thờ thờ Thượng Đế, thờ thờ Cha đó, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà Thượng Đế tầng cao nhất nhà, chứ không phải Thượng Đế ở cái tầng của Thích Đề Hoằng Nhân mà trong Kinh Lăng Nghiêm đâu, là 36 Thượng Đế này, Thượng Đế cao nhất đó. Thì thờ Thượng Đế nhưng lại học theo kiểu Phật, tại vì cái Tam Đại Tạng Kinh, cái thuyết Phật á, đạo đạo Phật hiện giờ không phải là đạo, là phà đạo, mà là một cái giống như một cái công thức vậy đó, một cái phương Mỹ nó gọi là làm để mình thanh lọc cái làm cho thăng tiến về cái tâm linh mà dùng đạo Phật thôi. Chứ còn Mỹ nó cho đạo Phật là một cái philosophy, là không phải là đạo. Thì quý vị phải hiểu cái này một chút. Đó là mình thì mình nói là đạo, nhưng mà đối với người Mỹ thì nó nói là một cái công thức để mà thanh lọc ra những cái tham sân si trong người mình, những cái con phương án đó. Giống như một cái công thức nấu nồi, nấu làm một cái gì đó, làm những vi mạch vậy đó, một cái process. Thì thờ God mà lại tu Phật thì trong tương lai là như vậy, là mấy mấy vị giảng thì như vậy, thì mới thành ra một mối đạo, có một mối thôi. Thì nó cũng giống như tại mình sống có 100 năm nó hay ngắn ngủi quá, mình không có mà biết thôi, mình tưởng là mình sống dai lắm, không phải. Trái đất này có cả triệu triệu năm rồi, lên rồi xuống, lên rồi xuống, lúc xóa hết ác quá cái xóa hết làm lại, rồi cái đến thời điểm nào ấy thì cho một chút xíu xe đạp, rồi lên xe máy, rồi lên xe hơi, rồi lên rồi từ lên mấy chiếc mà spaceship đó, thì từ từ tương lai ấy là vậy rồi. Cho nên sau này những cái đứa trẻ nó rất là cực kỳ thông minh, nó ngộ lắm. Ở cái thời đại kế tiếp này nè, nó không có giống như thời này. Thời này á, ngài nói mình dùng tứ ân để mà làm cho con người mình tâm tánh nó hiền lại thôi là các vị đã quý rồi, là đã gặp được Phật Di Lặc rồi. Ngày hôm qua nói vấn đề tứ ân, chứ nghĩa là có hiếu, trí tín, lễ nghĩa, mình làm đúng được á, là đã gặp được Phật Di Lặc rồi, không có cần phải chạy theo quá. Còn người nào căn cơ cao thì theo mấy thầy cao học thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái căn bản á, như giờ vẫn còn ở bển, thấy
những cái hành động rồi xì ke ma túy rồi ăn thịt chó rồi giết súc vật nữa, mấy cái đó tạo nghiệp nặng lắm, nó rất là cực kỳ không tốt. Thì cho nên Đức Thầy nói cái phần số đông á, cái mà ở nước Việt á, chỉ cần làm được tứ ân thôi thì là cũng là quý rồi. Còn những người đã biết tu, biết đọc kinh, rồi biết ngồi thiền, rồi biết này nọ, cái đó là mình nói là cái đó là ưu hạn rồi, mình không nói. Cái phần số những cái đứa trẻ nhỏ bây giờ nè, thì mấy ngày qua nói cái tứ ân là vậy, cho những cái người không có hiểu á. Thì xưa thầy giảng vậy đó, ai cũng kêu trời ơi, vui cũng trời ơi, buồn á cũng trời ơi, thì sau này sẽ có gọi là thiên đạo, sẽ chung dung. Nhưng mà học thì phải dùng đạo Phật học, phải ngồi thiền, cũng vẫn đọc kinh vậy thôi, vẫn tu tập vậy, nhưng mà thờ là thờ Thượng Đế. Nó cũng dạng như bên Cao Đài vậy đó, Cao Đài họ đã đi trước đó, giống giống vậy đó. Nhưng mà Cao Đài thì thờ nhiều quá, sau này chỉ có thờ một Thượng Đế thôi, cũng giống như bên Công giáo vậy. Thì bên Công giáo đó sau này họ đó cũng sẽ không có vẫn thờ Thượng Đế, nhưng mà cái lối tu tập bên Công giáo sẽ thay đổi theo cái hướng ngồi thiền đồ này nọ, tịnh tâm đồ. Thời xưa đó 2020 năm về trước, khi Chúa Giêsu ra đời đó, tại thời đó con người còn mình nói dùng chữ danh từ gì đó, còn ăn tươi nuốt sống, còn kẻ ngựa giết nhau rồi đó, thì Chúa chỉ sao mình làm vậy. Còn thời đại mới này người văn minh lên rồi, khác mà tự mình phải đi tri cứu kinh điển, tự mình phải biết chuyện gì đúng chuyện gì sai, rồi kinh ngồi thiền trì chú đọc kinh, ăn chay, không có sát sanh nữa. Thời đại tương lai sẽ không có sát sanh, sát sanh tạo nghiệp, chặt cái cây thôi cũng bị tội, chứ đừng không có phải là giết súc vật hay luộc cua hay luộc tôm, hay đừng làm vậy nữa. Thì cái chủ đề là nói về hình dáng Phật Di Lặc với tương lai. Thì một vị tương lai sau này xuất hiện sẽ hòa đồng thế giới là hết, nói tất cả các nguyên thủ quốc gia đều nghe và tất cả các đạo cũng đều phục đều nghe, thì người đó phải là không có nằm trong cái giáo phái nào. Hễ mà nằm trong cái giáo phái nào cũng giống giờ Kiệt học Phật mà Kiệt nói mấy người đạo công giáo đâu ngồi đây nghe đâu, khó lắm, không? Thì mà cũng không biết nói gì bên đạo công giáo, chỉ biết nói sơ sơ thôi. Có những cái viên lập trên núi, thì có những lúc ngồi thiền nói chuyện với ông Thánh Peter, với có một lần hiếu kỳ muốn gặp Chúa, ổng không gặp, ổng nhờ ông Thánh Peter tới nói tiếp chuyện, rồi sau đó Thánh Tử Đạo đến xuống nói chuyện, rồi mới lập cái đền trên đó. Thì có giao duyên vậy đó, cũng mỗi ngày nó cũng khấn, bên kia nó có một thôi, tự mình vậy. Cũng giống như cái thân cây, thân cây nó có triệu triệu năm, thì mỗi một cái 2-3 ngàn năm á, 2 ngàn năm trước thì cha cho Chúa xuất hiện cái đạo Công giáo, rồi trước đó nữa thì bên Do Thái, đạo Do Thái cũng là vậy thôi, cái nhánh thôi, cái cây như vậy thì cái nhánh nó mọc ra như vậy. Thì đến khi mà đến một cái thời điểm á, cái nhánh cần mấy mọc cao hơn nữa thì thăng tiến lên nữa, thì cái thân cây vẫn giống nhau. Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn là cao nhất là cái thân cây, còn tất cả các đạo đều là cái nhánh hết. Đến một thời điểm cái nhánh phải rớt xuống rồi để cho những nhánh khác ra, rồi vậy đó, cũng tương tự vậy đó. Thì sau này Ngài sẽ xuất hiện và sẽ có làm cho tất cả thế giới hòa đồng. Cho nên Ngài không có thuộc về trong ngũ giáo, không có lãnh đạo trong ngũ giáo. Còn đạo Phật không phải là đạo người Mỹ cho là một cái
philosophy, là một cái triết lý để mà mình tu tập theo đó. Đó thì hôm nay việc làm cái clip nói xin lỗi nhiều lắm, mà nếu mà nói cái này thì nó giống như giảng rồi, giảng đạo rồi, thì không có muốn giảng đạo, tại vì giảng ra bây giờ không có, chưa đúng lúc. Thì cái nói sơ sơ mục đích là cái kênh Kiệt Chỉ Gieo Duyên để cho đánh động tất cả các người, các mọi người tu tập theo tất cả các giáo phái, cả Công giáo lẫn Phật giáo, tầng lớp ở quê cho tới tầng lớp trí thức cao đều biết ở vào cái thời đại mình đang là, Kiệt Chỉ đánh thức là mình đang ở vào cái thời đại cuối hạ nguyên, sàng lọc, ráng mau tu, ráng mau thay đổi, bớt material, bớt vật chất, bớt tham tiền đồ này nọ, bớt hại nhau. Tại có hại cũng không có xài tiền được, có nhiều tiền nó chưa chắc xài được đó, thiếu gì giàu, nhiều tiền công chúa của bên nào, bên Tây Ban Nha đó cũng chết vì cái bệnh con dịch Vũ Hán này nè. Rồi Việt Nam thiếu gì ở bên Trung Quốc, bữa mấy người chết nó nằm trên đống tiền chết đó. Thì trong kinh sấm nói đều có hết. Thì mục đích cơ nghiệp là vậy, chứ không phải lên đây mặc cái áo thun này cũng áo nhà mặc trong nhà. Không phải giảng đạo kiểu này, giảng đạo kiểu này là bất kính với Phật dữ lắm. Cái này là bạn bè nói chuyện trao đổi kinh nghiệm thôi nha. Thì nhưng mà Kiệt có duyên thì mấy vị giảng sao thì Kiệt đón vậy, chứ còn hỏi rõ trên không có chịu nói. Tại trên nói á, nhiều lúc Kiệt lên đây Kiệt nói sao, cho nên trên cho biết là tới đâu Kiệt nói tới đó. Thì kêu con khuyên mọi người, chủ yếu một người làm tốt đâu có đủ đâu, một người làm tốt mà trăm người làm xấu thì cái trái đất này nó cũng vẫn là trượt, vẫn là bệnh dịch, rồi khói ô nhiễm, rồi băng tan bão, sóng thần động đất, đó là do con người mình không có thiện, thì cộng nghiệp lại thì mới nhiều cái thiên tai như vậy. Giống như ngày xưa hoặc Thích Ca lúc mà Enlightenment là ngồi gốc cây buổi sáng, cái nằm mơ thấy cái chân dài khắp trái đất, rồi bông hoa nở ngay bụng rồi đó. Thì sau đó thì ngài đạt chánh đẳng chánh giác á, cái ngày thuyết cái bài pháp đầu tiên với bốn người bạn, bốn năm vậy đó, mấy người bạn của ngài á, bài Tứ Diệu Đế á. Thật sự tất cả giáo Phật thời đó người ta nó trong cái có một lần việc thấy được á, là Phật Thích Ca có một người đệ tử duy nhất, ông Mohammed á có một người phụ nữ là đệ tử, Chúa Giêsu có nửa người thôi. Tức là cái ông nào ông phản Chúa rồi sau đó ông hối hận lại là tính có nửa người thôi. Còn kinh điển của Chúa là ông Lucifer, ông giết lại không à, đâu phải của Chúa đâu. Nghĩa là ý kiến muốn nói chỗ này, tất cả những giáo chủ ngày xưa đó chỉ có một người đệ tử hay nửa người đệ tử phụ nữ thôi, ông Mohammed. Mà giờ cái đạo Hồi giáo đó là chiếm hết qua hoàn cầu rồi, Công giáo là bao nhiêu tỷ tỷ người, Phật giáo là đạo Phật mình biết rồi đó. Thì coi là hỏi mấy thầy có phải như vậy không? Cái lòng người á, không phải dễ mà thuyết phục được, khó lắm. Từ cái ngã rất là cao. Hôm nay chuyện ngờ nói là cũng là ấy là được hiểu. Trong tương lai sau này cũng vậy. Nên bây giờ quý vị mà đi ra đường á, giống như mấy người thấy có ai lên mấy cái clip mà cao nhân miền Tây đồ, cái ông rồi ổng đội mão rồi đó, đừng coi thường ổng. Giống như xưa Đức Thầy là ông sư giải bán khoai, ông đạo khùng đồ này nọ đó. Hồi xưa Đức Thầy cũng bị người ta khi dễ rồi, thì đừng có vậy, tại tội á, mấy người tự làm mất phước á. Ông đó là cao nhân thật.
Đó thì Ngài Đạt Lai Đạt Ma là đại diện cho đạo Phật, nhờ nước Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm thì lúc đó mấy thầy Tây Tạng mới đi khắp thế giới. Thì thế giới hôm nay biết được đạo Phật là nhờ người Tây Tạng. Nhưng mà Ngài cũng làm trong cái giới hạn thôi, chứ đâu có nói hết tất cả mọi người nghe đâu. Có thể nói vài phần trăm của thế giới thôi, nhưng mà sau này Phật Di Lặc sẽ làm được toàn thế giới nghe. Cho nên cái kênh Kiệt nói hôm nay á, quý vị đừng có phải là trông ngóng Phật Di Lặc của tôi mới mặc áo vàng hay là đầu trọc, không phải. Nhiều lúc ông để tóc dài của ông chừng, khi ông mặc đồ bình thường, đồ vest của ông chừng nữa, khi ông là nguyên thủ quốc gia của ông chừng nữa. Thì nó là vậy, mà cũng không phải cái hình dáng mà của ông bên Canada mà bụng bự giống hệt Phật Di Lặc. Ông cũng là có cái nhiệm vụ nhưng không phải. Đó thì cái theo việc hiểu là vậy. Rồi sau này Đức Thầy nói chỉ có một đạo. Cái đó việc hỏi dạ, sao thành được một đạo hay vậy sư phụ? Ông nói thì con cứ nghĩ đi, ai mà buồn một chút, trời ơi. Ai mà giận vợ, trời ơi, đánh con cũng cái gì cũng trời ơi hết, thôi là thờ ông trời luôn. Nhưng mà học thì học Phật, phải biết nhân quả đó. Giống như giờ tụi Hồi giáo thánh chiến nó đâu biết nhân quả, cuồng tín, sau này không còn mấy chuyện đó. Khi mà Phật Di Lặc xuất hiện rồi sẽ nói cho mấy người đó hiểu, cái đó là quỷ, nó mượn đạo, cũng giống giờ quỷ á, mặt nó cũng vô vào đạo Phật, mình làm hư đạo Phật á. Giờ mấy vị cũng thấy ai quỷ ai Phật thiệt, thầy thiệt rồi đó. Thì bên kia cũng vậy. Chứ không có lý do gì mà nhiêu triệu tăng này 30-40 cái chùa mà dạy có mấy chục triệu người mà dạy không xong. Thầy tự ngồi chiêm nghiệm ra đi, nó có sai không? Rồi bây giờ làm cho mất lòng tin nhiều tùm lum hết. Có cái chùa miền Nam Cali thầy ông này gì Giác Thanh vậy, vừa mất xong á thôi tùm lum tùm la đó. Còn ông 36, 36 ông trời, mà chỉ có cái tầng ông Thích Đề Hoằng Nhân, ông cũng là ông Thượng Đế đó. Nhưng mà tầng đó tầng thấp, Thượng Đế thấp. Rồi cái bên Đại Thừa cứ chụp vào đó, cứ nghĩ Thượng Đế là thấp, nó không phải. Có một Thượng Đế tạo ra cái tất cả vũ trụ, nhưng mà cái thuyết đó thì mình nói người ta sẽ không có hiểu, nhưng mà nó là thật. Rồi cái cứ người nào cứ nghĩ tôi chỉ vô lại Phật thôi, tôi không lại Thượng Đế, ổng thấp hơn Phật, cứ nghe trong lòng có sự so sánh là không đúng vậy đó. Hồi xưa kia cũng giống như mấy người đó, sau này kia hiểu được mà ở trên mới dạy. Nên ở kênh này nói ra cái clip này cần nói quý vị tu Đại Thừa thì cũng gán phải hiểu, phải tôn trọng Phật mẫu Thượng Đế và cái Phật Di Lặc sẽ ra đời, chứ không phải là ấy. Thì gọi là phải vô quái ngại, tâm vô quái ngại, vô quái ngại. Tối ngày cứ đọc Bát Nhã vô quái ngại mà không có thực hành vô quái ngại gì hết chứ, toàn là quái ngại quá trời. Việc, hôm nay việc nói để mà cho mọi người tốt thôi, chứ kia không có ý gì hết. Bớt bớt chấp, nên là bớt chấp mình sau này á, là cái gì nó cũng phải là tự nhiên, chứ không có chấp quá gì hết. Đừng có chấp quá, đừng có nghĩ tôi đây thuộc lòng kinh là tôi giỏi này nọ. Giờ mình cho con két á, thằng Sáu á, nó ăn ớt á,
ăn thời gian cái nó cũng lọc lưỡi, mình dạy nó A Di Đà Phật, nó A Di Đà Phật một ngày á mấy ngàn biến, mấy ngàn tiếng đạo Phật còn được nữa, nó cũng vậy thôi, đâu có lại gì đâu. Kinh là chiếc thuyền đó mình mượn qua sông đó mà. Thì các vị giáo chủ hồi xưa đó, chúa thì có nửa nửa đại tử, ông Mohammed thì được một người phụ nữ, Phật thì có một à, chứ không phải bốn người như lúc mà giảng bài kinh bài pháp đầu tiên. Là mấy người kia chỉ đến ngồi để coi cái tài năng Phật cao thấp thôi, chứ đâu phải là đến phục tùng Phật đâu, không phải. Có một ông mà phục mà gọi là đại tử thì mình tính vậy đó. Rồi như lão tử hồi xưa cũng vậy, chạy quất cờ đâu đâu có đâu có đại tử đâu. Rồi Khổng tử cũng vậy, cũng đâu có đại tử. Ai có, những vị giáo chủ hồi xưa là đầu tiên là không có đại tử, sau này thành mấy mấy cái đạo lớn vậy đó. Này nói không biết có đụng chạm không nha, này nói chia sẻ kinh nghiệm mấy quý vị thiện trí thức, đại trí thức, siêu trí thức ở ngoài đó. Đừng có bắt lỗi nha, cái này mình chia sẻ kinh nghiệm, tại có nhiều người không có hiểu, cứ tưởng tượng mấy người mình đang nói cái này, mấy người căn cơ thấp ở dưới quê rồi cứ nghĩ là Phật Di Lặc xuất hiện với cái tượng Phật bự khổng lồ ở núi Cấm giống vậy, không phải, có sáu đứa nít nhỏ nhỏ, không phải, sau đó là lục căn rồi thôi. Rồi bên Chúa thì cứ nói ồ Chúa sẽ xuất hiện với cái hình vậy, tóc vàng vậy, không phải vậy luôn. Cái này có một à, nói người này ngộ lắm, sau này có cái lực à, quên nữa, cái mỗi người á có cái điển gọi là khẩu ở trên cho đó, sau này chắc phần như là có cái đó để mà nói chuyện mọi người mới hiểu. Rồi là cái hình mà của ông Bố Đại Hòa Thượng ở cái thời nhà nào ta, như nhà Tùy ở bên Hồ Bắc đó. Mà cái kiếp cuối cùng mà người ta thấy được Phật Di Lặc là tướng bụng bự quải cái đó vậy. Thời nay Phật không phải như vậy, ở bên Tây Tạng họ thờ Phật Di Lặc cũng phải như vậy, người thanh niên nhìn giống người Tây Tạng, giống như giờ tượng Phật Thích Ca quý vị thấy á. Bên Việt Nam mình á thì làm khác, bên Miên á, bên Campuchia á, họ cũng làm hơi khác hơn chút, bên Thái Lan á, họ cũng làm giống như người Thái Lan của họ. Thật sự tất cả cái gì không có hình tướng như Phật mẫu cũng vậy. À, bên bên Tàu á, hình là mình đen rồi mắt một mí, mẹ không có hình vậy, mẹ rất là cực kỳ khác. Cái tượng trên đỉnh núi Cấm Điện Bồ Hòa á, mới thật sự là mẹ nhìn khoảng 30 tuổi, rất là cực kỳ khác, không có giống vậy. Là như Phật Thích Ca hồi xưa mình thấy ngồi, mấy cái tượng hồi xưa mình ngồi thiền mắt linh nhiên mình thấy từ bi, còn bây giờ tà xuống xuống trần, con cháu thiên ma đó nó xuống nó phá, cho nên làm mấy cái tượng của Phật mở mắt cho cháu, nhiều lúc còn liếc qua liếc lại nữa. Phật Bảo Âm cũng vậy, nó vậy có từ bi quá không nhiêm, còn bây giờ làm vậy nó là phản ảnh tâm lý là làm vậy. Mấy cái tượng mới bây giờ thấy vậy, là cũng là thấy không đúng thời đại, thời mạt pháp hậu quân. Người Mỹ bây giờ á, tất cả các trường học nhỏ bây giờ mà trường tư á, họ đem đạo Phật vô trong trường bắt đầu dạy cho mấy đứa nhỏ để mà hiểu, tại họ họ biết đạo Phật là đạo chưa từng đổ máu, không có giết ai, người này đánh bên mình cũng phải đưa bên đây cho ta đánh, cũng giống như ai mà chửi kia thì cũng phải khấn nguyện cho họ bớt khẩu nghiệp. Bà má ăn bắt gì mấy em gầy khấn cho bà tốn cũng mớ nhang, tại việc bị xiển là việc đốt nhang nhiều á,
Mỗi lần lên trên núi là bao nhiêu nhiêu cái tượng, 30 36 tượng, là 36 36 tượng nhân mỗi tượng ba cây nhang là nhiêu. Đọng ở cái ngửi nhang tối ngày, rồi chưa vô mấy chánh điện ở trên núi, có tổng cộng một chánh điện, 2 3 4 5 cái chỗ, 5 cái chánh điện để mà mình đốt nhang nữa. Rồi quá trời nhiều luôn. Cho nên cứ ngửi khói yết bị xỉn. Xỉn mỗi lần nói chuyện nó hay này. Hôm nay thì mình hiểu việc cho cô biết thầy nói sau này chỉ có một mối đạo, ông nói rồi, ngày xưa giờ ông nói rồi, chúng đó lúc mà ông làm ông giảng trình thì ông cũng đã biết trước ngày hôm nay, ông nói bất chiến tự nhiên thành, thì ngài nói gì chúng đó, nhưng mà thường ngài nói giờ chóp là do cái nhân duyên, cái trượt và cái hành và thượng đế quyết định giờ chót nữa, nhưng mà ngài đã nói là coi như là 80-90% đó là vậy rồi. Giống những nhà tiên tri trên thế giới cũng trúng 90% là dữ rồi, bà Vanga lần thường là 60-70 chứ bà đâu nói trúng hết đâu. Thì xin lỗi không biết phải giải thích làm sao á, cái lẩm cẩm mấy cái vụ âm thanh này hoài thì cũng buồn lắm. Cái ngày hôm qua cứ nghĩ mua cái đó 229 đô là loại tốt rồi đó, thì đeo vô nói chuyện chết cha, nãy giờ cái này úp vô trong nữa không biết có nghe không, thì không biết làm sao mà tại cái điện thoại thôi, thông bằng điện thoại, tại thâu điện thoại á, cái vừa xong upload lên liền, chứ còn nếu mà dùng cái máy mà quay á, ô nó mất công lắm, rồi nó qua nhiều á, chứ làm gì xong cái nửa tiếng là xong thành một cái clip cho gọn cho lẹ, chứ còn sàn tới sàn lui phải chỉnh đồ lại nó hơi, nếu mà dùng máy quay phim giống như người ta đó, cái máy camcorder thì nó cũng âm thanh nó good, nhưng mà đó là chuyện khác, phải bỏ vô điện thoại rồi phải upload lên nó hơi khó. Phật Di Lặc không phải hình dáng bụng phệ, tóm tóm lại câu chuyện bữa nay, Phật Di Lặc không có nằm trong ngũ giáo, không có lãnh đạo trong ngũ giáo nha, nhưng lại nói cho tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nghe. Lãnh tụ nghe luôn thì mới nhập lại một mối đạo được. Sau này chỉ có một đạo là thờ Thượng Đế và học Phật, đó là một đạo, cũng không có thờ bất cứ hình gì khác, chỉ có một thôi thì mới quy nhất, đó là theo việc biết này. Còn sau này có gì đó, quý vị thiện chưa thích trao đổi ý kiến rồi cho việc biết, thì bao nhiêu lần Kiệt cũng có hỏi cái này. À, tại vì nghe trong kinh sấm thì phải hỏi, có gì có cơ hội gặp mấy vị thì mình hỏi, thì trên giải thích vậy đó. Vậy là Phật, hy vọng cái clip này tiếng nó rõ. Còn ngày hôm qua ngồi ngoài chắc có lẽ cái không gian nó rộng với nó ồn ào quá ngoài đó. À, có nãy giờ quên 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 hỏi, quên trả lời mấy comment, nhưng mà không biết nói nhiều quá có sao không, thường muốn làm clip chừng nửa tiếng được rồi, nhưng nhiều quá nghe cũng đã thấy số nhiều tao cũng hỏi comment, nhiều người hỏi sắp sửa chiến tranh bây giờ phải làm sao, mua gạo ngồi nhà niệm Phật. Người bình thường thì không có tốt với cha mẹ, là gán trả hiếu vợ chót tốt, cũng giống như là năm 2018 thì kêu vợ chồng tốt với nhau rồi mua gạo mua này nọ, là biết trong gia đình có người mà bị nhiễm rồi á, mình muốn gần họ, mình hung hay là mình cả chết trong nhà thương mà muốn tiễn đi hay chôn cũng không có dám nữa. Cho nên lúc đó thì mới nói là gán thương nhau, đã coi lại cái clip năm 2018 á, lúc đó ngồi
như lúc đó trẻ hơn 3 4 năm, đẹp trai hơn giờ. Thì đó có nói cái đó, kỳ đó nói cái đó cũng bị la đó, nhưng mà cái việc lấy xuống, thời gian lấy xuống năm 2018 đó là ý như vậy đó. Hôm nay sắp sửa chiến tranh thì làm sao? À, nói tới chiến tranh nó nhớ cái vụ này nữa. À, những cái anh hùng sắp sửa tử trận ở Việt Nam trên biển đảo hay là ở ở ranh giới Trung Quốc hay bên dưới miền, những anh hùng này sau này sẽ được phong thần đó nha, sắp sửa. Cho nên đừng sợ. Phải có cái bài sấm á, tiếng sấm nổ vang rền á, chừng nào thất tướng lộ ra thì chừng đó nước nhà mới an yên lắm. Thì phải có đánh chút chút, thì mua gạo đi, mua gạo dự trữ, có hiếu với cha mẹ đi, rồi đừng có đi chơi karaoke okay rồi, tốt với vợ con rồi, nhà nấu cho vợ đồ ăn. Dân ở vùng vùng mà vùng mà như Tây Ninh hay là ở Hà Tiên nữa, gần miên nữa, phải có phải biết phải phải có một cái suy nghĩ nha. Mình không có nói có xảy ra hay không nha, cũng phải thủ một chút. À, khi lỡ như miên nó dậy lên nó tràn qua mình phải làm sao? Chẳng lẽ nó qua nó cắp giùm mình như hồi xưa, đâu có chuyện đó. Phải tụ lại thành một khối người á, mình biết nó là thuộc giống như người máy rồi, nó tới là giống như máy chém, nó chém thôi, nó đâu có suy nghĩ đâu, đứng lại nó làm gì cho mệt. Đứng lên, phải tính lại á, mấy người ở vùng biên giới có thể á, mà sau này cũng thành nước Việt rồi. Có một cái tiền kiếp kiếp mình nói là ta đừng bắt lỗi mình nha, cái thành An Cơ Quát á, của Miên á, là cũng một tiền kiếp hồi xưa xây những cái tháp mà ở vùng Đồng Tháp á. Hồi xưa mấy vị chỉ ở dưới á, là con là người xây mấy cái tháp đó, đó. Mười mấy cái tháp mà nằm dưới đất ở vùng Đồng Tháp, nhiều tháp lắm, nó nằm chôn nhưng mà chưa từng biết vùng đó là ở đâu. Thì mấy vị về mấy vị nói thì mới biết ở ở đồng ở vùng đâu Đồng Tháp 10 á, là thời mà đó, có một mớ tháp nằm ở dưới thời Đại Đế Khmer, có những cái tháp chợ dưới đông, nhiều tháp lắm. Hồi xưa ở vùng đó là giống như coi hết Đông Nam Á đó. Người thời nay thì khác, thời xưa khác, mỗi thời có cái kiểu đóng phim khác, như phim khoa học, phim thần thoại, phim đủ hết. Thì con người mình cũng vậy. Kiếp với sư phụ có duyên nhiều kiếp, mỗi lần đâu cũng phải có ổng đóng màn này cho xong. Thì giặc giả tới nhưng mà không sao đâu. À, giống như bữa nói nước Việt hồi trước Tết đó, mấy vị nói nước Việt sẽ chết số 2, không có nghe là quýnh lên. Nghe là quýnh đây, lên trên tốt trên điện cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, điện mẹ khấn, nói sao chết nhiều lắm. Thì khấn thật sự mình, mỗi người mình phải đều phải khấn, khấn qua hết đó, chứ không phải là dị đoan đâu. Người ta không có hiểu, mình khấn cái lòng của mình nó động tới các chư thần chư thiên, họ che chở hết. Nước nhiệt là được mấy chư thiên che chở kỳ này đó, nếu không là chết số 2 đó. Cũng đừng có tự tin, cũng chưa có dứt đâu, thì chỉ có sợ là không có đi làm nhiều quá, với mấy người làm lao động sống ngày qua ngày làm sao mà sống lâu như vậy được, tội nghiệp họ. Nên những người giàu á, bển mấy người mà chạy xe xịn á, thằng gì
Thằng gì xưa nó hay lên nó khoe mấy chiếc xe nó cái là mấy trăm ngàn đó, cái thằng gì nhóc nhỏ nhỏ thấp thấp nè, con của bà Loan á, con của bà Loan với Đỗ Văn Chọn đó, đó, đó con của Đỗ Văn Chọn thằng gì ta gì nó cưới mấy nhỏ ca sĩ vậy là gì mới cưới vậy mà đó, kêu nó đi phát gạo để mà chuộc tội chứ không nói là nó là tội chết luôn á. Nói cũng hơi đụng chạm nha, không sao hứng cái nói ok gì đà Phật xin kính chào có gì anh này cũng như thử âm thanh lại vậy đó đà Phật.